Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Car Center có một chiếc Toyota Sienna phiên bản hybrid xăng điện biển số Hà Nội ở đây. Chúng ta hãy cùng xem qua một vòng về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này nhé. Trong cái tầm giá hơn 4 tỷ đồng, cụ thể ở đây là 4 tỷ 700 triệu đồng, chúng ta sẽ có thể sở hữu được một chiếc MPV hạng sang đến từ thương hiệu Toyota. Ở phiên bản xăng lai điện thì chúng ta có thể để ý là logo của Toyota sẽ thường là có màu xanh. Đấy. Sẽ có những cái đường viền màu xanh bao quanh biểu tượng logo Toyota. Đó cũng chính là một trong những cái dấu ấn mà chúng ta nhìn là có thể cảm nhận được ngay đây là một chiếc xe xăng lai điện đến từ Toyota, cùng thêm dòng chữ Hybrid nữa. Dòng chữ Hybrid ở thân xe rất là nổi bật, cá tính. Bộ mâm vành của lốp thì bộ mâm vành lốp của chiếc xe này thì cũng cực kỳ là hay luôn, inox bóng trông cực kỳ là sang trọng. Có camera quanh xe 360. Và đây là một trong những cái chi tiết mà em yêu thích nhất trên mẫu xe này, thì đó là chính là chi tiết đèn hậu của xe, cực kỳ bắt mắt và đẹp. Chúng ta có thể thấy bên dưới là thêm một lớp giải nhựa nữa nối liền với phần đèn của xe, tạo nên cái sự cá tính. Và những cái đường vuốt này, chúng ta có thể liên tưởng ngay đến những cái mẫu xe Lexus hạng sang. Toyota thì cũng có những mẫu xe hạng sang ngang giá trị như là Lexus luôn. Và đây, cốp điện chúng ta có thể bấm mở bằng phím bấm trên điều khiển hoặc là bấm trực tiếp vào nút ở sau cốp. Phần cốp thì phải gọi là quá là rộng rãi, để đồ vô tư bạt ngàn. Hàng ghế thứ hai chúng ta có thể hàng ghế thứ ba chúng ta có thể gập được xuống nhá. Và đây vẫn chưa phải là kịch kim đâu quý anh chị và các bạn, thì chúng ta gập phẳng xuống sẽ có một bề mặt phẳng cốp, còn để được nhiều đồ hơn nữa. Nếu mà những cái chiếc xe này này trong những chuyến đi gia đình, đi chơi xa hoặc là đi tiếp khách hoặc đơn giản là những chuyến đánh golf, thì chiếc xe này là một trong những mẫu MPV có thể gọi là hoàn thành xuất sắc tất cả những cái nhiệm vụ của mình, từ chở đồ, chở người đến mọi tính năng khác, đi cũng rất là ổn định mà cực kỳ tiết kiệm nhá. Trên phiên bản hybrid này thì chúng ta có thể nói là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của một chiếc xe MPV như chiếc Toyota Sienna này thì phải nói là quá là tốt luôn. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ rơi vào khoảng độ 7 đến 8 lít mà thôi, với một chiếc MPV cỡ lớn như thế này là chúng ta đã thấy cái sự hiệu quả của động cơ xăng điện rồi. Phần cửa lùa thì chúng ta có thể bấm nút trực tiếp trên cánh cửa, hoặc là cũng bấm khóa, hoặc là bấm ở bên trong. Có đến 3 cách bấm, 4 cách bấm cho chúng ta lựa chọn khi mà mở cửa lùa của chiếc xe này. Thân vỏ thì khỏi phải nói rồi, đây là một chiếc MPV nên là thân vỏ sẽ rất là chắc chắn và ổn áp luôn. Chỉ có một điểm trừ duy nhất của hàng ghế thứ hai của chiếc xe này, đó là vẫn là chỉnh cơ. Đấy, nên là chúng ta ngồi chúng ta sẽ chịu khó chỉnh cơ một chút, chỉnh tay một chút, tuy là nó cũng rất là dễ dàng, bấm cũng rất là dễ thôi. Ghế da chất liệu cao cấp, đấy, rất là nhẹ nhàng, hoạt động trơn tru. Về chất lượng xe thì cam kết bằng văn bản hợp đồng cho tất cả quý anh chị và các bạn đến với Car Center. Chiếc xe này là một chiếc xe giá trị rất là lớn nên Car Center khi mà mua bán cũng đã phải rất cẩn thận, kiểm tra kỹ càng đầy đủ mọi hạng mục rồi quý anh chị và các bạn nhé. Chúng ta có cảm biến, ở ngay phần dưới cửa này, rất là hay ho. Quý anh chị và các bạn nào muốn trải nghiệm qua đây, em sẽ chỉ cho quý chị và bạn hết tất cả những cái tính năng hay ho của chiếc xe này. Không chỉ ngồi sau mới sướng mà ngồi lái hay là ngồi bên cạnh hàng ghế trước, ngồi cạnh người lái cũng rất là thoải mái. Đây này, những cái phím bấm option rất là đầy đủ luôn, HUD, cam 360, vô lăng tích hợp, cảnh báo lệch làn, giữ khoảng cách với xe phía trước. Quá là nhiều tiện nghi option trên chiếc xe này. Vô lăng thì mới nguyên quý chị và các bạn nhé.
xe lăn bánh được hơn 2 vạn km. Có sạc không dây này, cần số này, phanh tay điện tử, phím bấm mọi thứ. Rất là xịn sò. Và bây giờ chúng ta cùng xem nốt một chút về phần khoang động cơ của chiếc Sienna này. 4 tỷ 700 triệu đồng để sở hữu, của chị và các bạn thấy nó thế nào? Bên cạnh khối động cơ chúng ta sẽ có một động cơ điện. Và đây chính là phần động cơ điện sẽ hỗ trợ thêm cho chiếc Sienna này. Rất ngăn nắp. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng có thể lên đến được tối đa là khoảng độ 70% giá trị xe trong vòng 5 năm cho quý anh chị và các bạn nào quan tâm. Toyota Sienna phiên bản Hybrid sản xuất 2021. Nếu mọi người đang quan tâm muốn tìm một chiếc MPV hạng sang thì hãy cân nhắc chiếc xe này nhé. Ngoài chiếc xe này thì bên em vẫn còn rất nhiều mẫu xe khác nếu quý anh chị và các bạn quan tâm. Một lần nữa em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.